Cuối cùng thì mình cũng thoát được cậu ấy rồi. Lúc đấy ai mà dũng cảm cứu mình vậy ta? Mà thôi Mà thôi kệ đi. này nhóc con, ta chỉ muốn hỏi thăm nhóc một chút ta thôi. chỉ muốn hỏi thăm nhóc một Dạ chút dạ thôi chú muốn hỏi à. chuyện gì vậy? Nhóc cho ta hỏi nhà cô chú Trinh Hạc nằm ở đường nào rồi? Chú muốn hỏi nhà cô chú Trinh Hạc hả? Cô chú Trinh Hạc. À, chú muốn hỏi nhà cô ML sao? Chú cứ đi thẳng rẽ phải, đến công viên rẽ phải, rẽ trái là đến. Đúng rồi, cảm ơn. Ừ, đúng rồi ha, cảm ơn nhóc nha. Cũng đã hơn một tháng rồi ta không tới đó. Lâu quá rồi, cái gì cũng thay đổi cho nên ta không nhận ra nữa. Thôi cảm ơn nhóc Gì vậy? Đó không phải là người chú ở Hà Nội có mờ lên hay sao? Hả? Hỏi gì cũng biết nữa. Đúng rồi, mình nghe Mờ Linh hay nhắc tới chú ấy lắm. Hình như chú ấy là tiền bối của Mờ Linh đó. Hả? Mình cũng nghe chuyện này rồi nè. Nghe nói chú ấy có gài đầu mình lên vài lần. Không phải chỉ con vậy thôi đâu. Không phải chỉ có như vậy thôi đâu. Chú ấy còn được mệnh danh là kẻ chưa lùng xe đạp cô đơn tới mai hiện sự của cây cốt bác giờ hờ. Chú ấy còn là nhân chứng cho vụ phóng xe đạp điện của hip hop dancer Mờ Linh nữa đó. Chú ấy chắc là hung chuyện này không qua là không sợ chú ấy hết. Nghe Ha. nghe đồn chú ấy có quần thâm mắt do thức đêm muộn giống mờ lên, nhìn phát là nhận ra ngay à. Nhà mờ là công nhận toàn thành viên bá đạo không ha. Công nhận cậu nói rất đúng. Hô hô hô, mơ à, lâu rồi không gặp cháu gì, cháu gì 21 tuổi rồi ấy gì. Lâu rồi, cháu lúc nào cũng coi chú. それじゃあ改めて